Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Đảo Kho Báu. Và ok, lâu lắm rồi anh em ta không có làm gì video về tựa game Đảo Kho Báu không anh em. Đa số là mình bên game Sanibarat, Gomu huyền thoại với lại OBD chiến là nhiều. Còn bên game Đảo Kho Báu thì mình cũng khá là ít video. Thì hôm nay thì mình thấy như là có khá là nhiều các skin mới anh em, với lại các sự kiện mới nữa. Để em xem thử là không biết có sự kiện nào hay không. Hình như là đợt Tết là nó có sự kiện thâu tóm này phải anh em. Nhưng mà mấy ngày Tết là lưu cho nên là mình không có ra video được á. Hôm nay thì mình sẽ vô mình sẽ review nha. Vẫn là có bạn Chí anh em à. Hiện tại bây giờ lên 64T lực chiến anh em. Ghê vãi. Wow. Rồi ok anh em, ta sẽ cùng nhau vô và review xem thử là mấy con game qua này thì có gì mới nha anh em. Mấy cái sự kiện thâu tóm, sự kiện này, sự kiện kia rồi nó hết hết trơn rồi anh em à. Để em xem thử là hôm nay gói nạp nó có những cái gì mới này. Tích nạp 6.000 kim cương, 15.000 kim cương. Game thì hiện tại giờ nói chung là cũng không có tính năng gì mới cho anh em, vẫn là các tính năng cũ đó thì phải. Wow, nạp 500k anh em sẽ nhận được luôn cái gương trang bị gâu trắng anh em. Và hiện tại giờ chắc là gương trang bị gâu đen chắc cũng cần phải nạp, nghĩ chắc 10 củ mới là nhận được anh em. Ủa cái danh hiệu mới anh em, nó mới vui vẻ nè, hồi sĩ khí. Danh hiệu này cũng hồi sĩ khí đó anh em à. Cấp này lâu quá không thấy có danh hiệu xác suất né nè, phải thật sự nha. Wow, bạn Chí bạn nó cũng lấy luôn rồi nè mà, sẽ được bộ kích xác suất né cộng 3 điểm hồi công 7 công vật lý. Wow. Zugo, một cái danh hiệu mới anh em, xác suất né ôi vãi thật sự, xác suất né 6 điểm luôn rồi anh em, tốc độ công 15 hồi công 12 bị không giảm sĩ khí 15. Wow, cái danh hiệu này vip vãi nè mà. Xác suất né tốc độ công hồi công ngoài thêm bị không giảm sĩ khí nó mới ghê chứ anh em. Cái này là tới 1 triệu anh em à, còn cái này là 500k tốc độ công hồi sĩ khí hồi công mà chắc thương bạo kích luôn. Wow, cái này cũng vip anh em. Ui bạn Chí bạn lấy luôn hai cái danh hiệu luôn anh em à. 500k với lại 200k luôn kìa anh em. Quá là ghê gớm. Hèn chi lực chiến các bạn đã lên kinh quá anh em. Hiện tại thì bây giờ lên tới 60 mấy T lực chiến luôn rồi. Đây, wow, quý mão nè anh em. Phát tài phát lộc. Quý mão này là cấp bạo kích hồi sĩ khí 3 điểm. Cái này là gì ta? Hướng đến 2 năm. Wow, tính ra là nó cũng gần 2 năm rồi anh em. Con game này nó ra hình như là giữa giữa tháng 3 thì phải anh em. Và còn khoảng 2 tháng nữa là thôi là đến 2 năm anh em ạ. Wow, nhanh vãi. Vậy tính ra là mình đã làm YouTube được gần 2 năm rồi đó anh em. Gần 2 năm mà chỉ mới được có 15k sub thôi anh em à. Cũng khá là giảm hơi cậy. Nói chung là mình lên mình làm mình giao lưu với lại anh em cho vui là chính anh em. Cho nên là cậy lên tè cũng được. Mà lên nhanh thì lại vui hơn anh em à. Ok, bây giờ mình sẽ xem thử là có cái những cái gì mới không anh em. Hồi nãy mình quên soi thử là nó có cái skin mới không. Tại vì mình thấy hình như là có cái skin Luffy như Tết thì phải anh em. Mà không biết ở trong này nó có hay không nữa. Và không biết là giá nó bao nhiêu nữa anh em. Cái sự kiện này đua tấp nạp anh em. Gương búp ghi 30, gương trang bị gâu. Wow, đua tấp nạp bây giờ nó cho gương trang bị gâu đen luôn kìa anh em à. X5 luôn. Sách ESP đó chuyển quá X10 luôn. Wow, này gâu trắng anh em à. Gâu trắng. Gâu trắng top 2 là gâu trắng. Top 3 cũng gâu trắng nha anh em. Top 4 thì là San. Hiện tại thì bây giờ là 4.800 anh em à. Bạn Chí bạn đạt mốc 4.800. 4.800 là tương đương với lại 800k anh em. 600 là 100k. Đúng rồi, 800k. Ở đây thì không thấy có cái skin mới của con Luffy hay em. Skin mới con Luffy mình nghĩ là chắc phải nạp mấy cái ngày đầu tiên thì mới có được anh em à. Mấy ngày Tết á, mấy ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 đó mới có quá. Hôm nay thì không thấy anh em. Tốc độ công hồi công bị không giảm sĩ khí. Đảo kho báo. Không có luôn anh em. Win rồi anh em, nạp 200k được hẳn con win luôn kìa. Hồi đợt nó cho mấy cái sự kiện nó cho miễn phí khá là nhiều. À đây, skin mới của con Luffy nè anh em. Luffy Tết. Nhưng mà hiện tại thì giờ là của bạn Chí thì không có, mà không biết làm sao để có thể sở hữu được em đó thì mình cũng không gõ nè. Chứ mình nghĩ là không phải chơi sự kiện có anh em. Wow, Luffy cầm kiếm luôn cái gì vãi anh em. Quá là khác. ghê cho anh em ghê gớm nha. À, để mình xem để còn con tướng nào có cái skin mới này không anh em. Sanji thì nó cũng không có skin mới. Còn câu đen này thì anh em hổng thì mình có review rồi. Zugo Maxi thì cũng gọi luôn anh em à. Còn Mihao thì cũng không có skin nào mới. Zugo Wano, Katakugi, Ai, Sabo.
Con Marco có cái skin này anh em, skin Việt Nam này anh em. Đội tuyển Việt Nam đang sử dụng luôn, ghê thiệt. Wow. Ghê gớm thiệt anh em. Hổm giờ mình cũng không để ý nữa, tại vì hình như là Việt Nam đá xong là như là cũng gần Tết luôn thì phải anh em. Cho nên là từ lúc đó đến giờ là mình cũng không có vô mình review cái skin mới. Ồ, quá là ghê gớm. Kin Kin với lại Win thì chỉ có skin mới anh em. Berona nè. Wow, Berona có skin này. Phù thủy. Phù thủy này hình như là cái gì ta? Phù thủy bóng đêm ở trong chuyện Yugi phải không anh em? Lá bài phù thủy bóng đêm thì phải. Nhìn nó khá là giống giống thì phải anh em. Mà mình không biết là phải không à. Đẹp ghê gớm. Bitmom nè, Bitmom có skin bào bạch tuộc anh em à. Hình như là thức tỉnh mới có anh em à. Thức tỉnh Bitmom sẽ nhận được. Buggy nè, Buggy hiện tại giờ chưa có skin. Kaido nè, Crocodile, Kizaru hiện tại thì bây giờ là có skin thức tỉnh với lại skin ngoại trang của Kizaru nữa. Bây giờ tại Suguru nè, Moe, Luffy Gear 4, Kuma. Có khá là nhiều mấy con tướng nhìn khá là đã nhưng mà bị nép quá anh em. Bị nép. Không biết chừng nào mới có con game mà có thể là cân bằng anh em, cân bằng được tất cả các tướng anh em à. Con nào cũng có thể khả năng là khắc chế nhau này kia kiểu thì nó sẽ hay anh em. Ngũ hành tương khắc hay là khắc chế này kia kiểu á. Ví dụ như kiếm sĩ khi mà tấn công với lại thì tấn công sát thủ thì có thể là tốc độ nhiều hơn hoặc là cái gì đó. Nó có khả năng khắc chế này kia kiểu anh em. Ngũ hành tương khắc này kia kiểu sẽ vui hơn anh em à. Chứ giờ là có đội hình meta làm tới rồi. Bây giờ anh em ta sẽ vô bạn bè đi quýnh lộn biết không sao anh em. Trời, lực chiến của bạn Chí to quá giờ biết quýnh với bạn nào đây anh em. QT hip ve chai giờ không biết game đã có báo là có nhiều người chơi nữa hay không anh em. Wow, Luffy. Luffy hiện tại bây giờ là chưa có skin Tết cho nên là chưa có sử dụng được anh em. Ồ, vẫn sử dụng Sanji hết ta. Sanji nó combat hả ta? Thêm hai con hiệu ứng anh em à. Thêm con Yamato cũng hiệu ứng luôn anh em. Ồ, thêm bây giờ là không sử dụng con Berona, không sử dụng Win luôn rồi anh em à. Mặc dù là có Win anh em, Win 2 4 6 sao, Berona 7 sao. Không sử dụng luôn rồi anh em à. Mình thử cái đội hình này thử xem sao. Bên kia có Win có Berona luôn kìa anh em. Ôi, với cái lực chiến chênh lệch nhau khá là nhiều như vậy thì không thể nào một cái thời đỡ nổi rồi anh em à. Quỷ Yogo chắc nó sắc hết anh em ơi. Quá là ghê gớm luôn rồi. Tem có hai con hiệu ứng anh em à. Tem có hai con hiệu ứng lóc chón này kia kiểu đó chính là con Lupigin 5 với lại con Sanji. Wow, đam Lupigin 5 đam to cực. Quá là ghê gớm. Để mình xem thử có ai được chiến ok hơn xíu hay không em. À bạn Cu Ly giúp Lào nè. Ôi được nha, để mình xem thử anh em. Bạn Cu Ly giúp Lào có con Luffy, có con Yamato, Gâu Đen, Berona với lại con Win Win anh em. Rồi luôn. Tới công chuyện bạn Cu Ly giúp Lào anh em à. Lâu lắm rồi không thấy có giải đấu gì hết anh em. Mong là qua Tết và cả sinh nhật 2 năm của game nó sẽ có thêm những cái tính năng mới để anh em chúng ta có thể là cày cuốc này kia kiểu anh em. Xem chi tiết. Wow, đam của Luffy Gear 5 nó to cực anh em à. Quá là cao luôn á. Vậy là cái này đam em nó to dữ vậy ta. Không biết nó có fit lại gì không nữa anh em. Ok anh em, ta sẽ giao lưu với lại bạn VIP lớp để xem sao anh em. Bạn VIP lớp này thì cũng khá là ghê gớm, như là cũng có trong giải ao làng cũng mấy lần rồi thì phải anh em. Wow, Doflamingo luôn mới ghê chứ anh em. Gọi luôn, xong phim biển đen dâu bên mình nó hút vô một phát là coi như là ôi tại ôi trộn da mà tô vô máu anh em à. Chết rồi chết rồi chết rồi. Quá là ghê gớm. Nhưng mà không thể nào mà có thể là chịu nổi rồi anh em à. Em có hai con hiệu ứng bằng Luffy Gear 5 thì nó vẫn không dính một miếng máu luôn anh em mà, nó trâu cực và đam to cực luôn anh em mà. 361 triệu đam. Luffy Tago bên kia đam nó cũng to cực luôn anh em. Không biết là mà đeo trái quỷ này, trang bị này kia kiểu mà đeo đang đeo gì nó, xíu mình sẽ vô mình sẽ cho anh em xem nha. Hồi nãy mình thấy con bạn bốn mấy tay lực chiến như là bạn Lỗ Chí Thâm nè, đúng rồi anh em à, bạn Lỗ Chí Thâm nè. Để mình solo với lại bạn Lỗ Chí Thâm xem thử đi. Cho lệch nhau có 20 tay lực chiến anh em à. Đội hình bên kia nó cũng khá là giống với lại đội hình bên mình anh em ơi. Nhưng mà bù lại bên kia có con Beona đẩy khó chịu quá anh em. Quỷ Zogo trời 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 ơi vãi thật sự chứ.
Lỗ Chí Thâm này kinh với nè. Ôi trời ơi, bên kia con Luffy bên kia nó có skin kìa anh em, mà đẹp vãi, quá là đẹp. Ôi Luffy không biết nó ăn cái giống gì mà đam to anh em, đam to cực nè. Mình nghĩ chắc sẽ phải bỏ bớt con ra để mà thêm con Win vô chẳng hạn anh em, mình nghĩ nó sẽ ok hơn á. Team này chơi cái đội hình này mình nghĩ là chắc là chịu không nổi đó anh em, phải bỏ bớt một con ra để mà lấy thêm con khống chế vô nữa chẳng hạn. Tốc độ mình tăng cái tốc độ luôn đi anh em. Vậy để mình xem thử cái skin của Luffy ấy. Đó, Luffy kìa anh em. Rồi nó bay lên trời luôn rồi anh em à. Ồ ôi. Khá là hên xui anh em à. Bị bắt dính phát thì nói chung là bên nào bị bắt dính là bên đó cũng như coi như là hiểu quần anh em. Chịu không có nổi. Trời ơi, quỷ Yamato cầm cái đại đao giống tướng cướp phải này mà. Thôi bây giờ anh em ta sẽ vô sơ đồ của của bạn Chí nha, để xem thử là mấy hôm nay bạn có lên được thêm những cái gì nữa hay không. Lâu lắm rồi mình cũng không vô nữa anh em. Wow, bộ trang bị San Bạch Kim anh em à, San Bạch Kim Trá Quỷ Guga. Và đây là cái hình xăm hồi sĩ khí, chiến sĩ HP thủ. Wow, đeo trái Guga. Ôi trời trời trời, trái Guga lên lên đỏ luôn anh em à, lên 6 sao luôn mới ghê với anh em. Nhà có điều kiện anh em à. Wow, lên được tới cái tầm này thì tốn khá là nhiều, rất là nhiều ngọc quá anh em, rất là nhiều ngọc. Wow. Rồi. Ồ, lại là một cái trái ác quỷ Guga cũng lên được vàng luôn rồi anh em à. Trái ác quỷ Hugo đến từ vị trí của con gâu đen. Ồ, trời, Sanji đeo cái bộ trang bị gâu trắng bạch kim. Rồi con gâu đen thì Kaido bạch kim, Yamato thì Kaido bạch kim và con Hugo thì gâu trắng bạch kim. Ủa? Ủa? Hình như là con Sanji nó thức tỉnh, cho nên là lực chiến nó to hơn rồi phải anh em à, đúng rồi. Cho nên là bạn đeo vô cho nên lực chiến nó lên khá là nhiều anh em. Trên hẳn 64 tên lực chiến nè, thì là lực chiến ảo đến từ vị trí của con Sanji á, này con quỷ Sanji á, lực chiến nó ảo lắm, ảo cực luôn á. Hiện tại giờ đang có sự kiện đua top, không biết ai đang như chưa có hai top 1 này mà. Thiên Thiên hiện tại bây giờ đang là top 4 anh em, đang ở top 4 và chưa có ai đạt 10.000 điểm và 20.000 điểm và 30.000 điểm. Cấp cái mốc hơi bèo anh em, có 30k điểm mà 30.000 là tương đương với lại là 5 củ anh em à. 5 củ là có thể là sở hữu được cái bộ trang bị gâu đen này. Ngày xưa thì là 10 củ anh em. Mà bên server này không biết là có ai nạp để cái này, không biết là liên server hay là chỉ mỗi cái cụm server nạp cụm anh em à, nguyên cụm luôn anh em. Nguyên cụm thì thường cụm là 10 20 server đó anh em. Ngày xưa như là tới 20 server lận, còn bây giờ hình như là có 10 thì phải anh em. Rồi, ok, nguyên cụm hiện tại bây giờ chỉ có mỗi bạn lên được cái top 4 5 anh em à. 4 5. Và hôm nay thì cũng chưa có con tướng gì mới ra ngoài. Ngoài búp ghi với lại con Ranky là hai con tướng mới nhất hiện tại bây giờ thôi. Wow, Ranky của bạn Chí cũng đã lên được 5 sao nè anh em. Gọi thì con Marco nè, skin đẹp phải anh em. Nhìn mặt nó hơi lạ lạ anh em. Mà không giống Marco cho lắm. Này phèo phèo phải nè mà. Crocodile. Còn con búp ghi nó đâu mất tiêu rồi ta. Ủa, quỷ hệ búp ghi. Hình như là hôm bữa mình có review hệ búp ghi rồi. À đây này, búp ghi 4 sao luôn nè mà. 4 sao. Vẫn cùi bắp như xưa nè mà. Vẫn cùi bắp như thường. Hiện tại thì bây giờ là mấy con game kia thì nó ra thêm cái con tướng Uta hết rồi mà. Tên con mua huyền thoại nó cũng ra con tướng Uta luôn. Đú chen kinh vãi, ra tướng hút được một khúc tiền luôn em. Và không biết là con Uta bên kia nó như thế nào thì mình chưa có dịp để review, nhưng mà cái bộ skill của em nó bá vải nè, cực kỳ bá đạo. Ôi trời ơi, 160k cái chiêu mộ linh bạc anh em à. Wow, với cái số lượng chiêu mộ linh bạc này treo auto 24/24 chắc ngày một chắc cũng không đủ xả hết đó nè. Không đủ không ta? Mình nghĩ là chắc đủ nè, nếu mà treo xuyên nguyên một ngày thôi mình nghĩ có thể là đủ. Quá wow, đồ trong gương của bạn ấy, anh em, 4 gương trang bị gâu gâu trắng. Cái này là gương trang bị Kaido, cái này là gương thằng binh thôi anh em. À, có một số bạn hỏi mình kiếm cái linh hồn ở đâu đó, thì cái linh hồn là anh em chơi đấy anh em, anh em chơi sự kiện thâu tóm ác quỷ thì anh em sẽ nhận được mấy cái túi linh hồn này. Và những cái túi linh hồn này chỉ những con tướng thường thường hoặc là mấy con tướng cũ cũ meta cũ cũ anh em, chứ mấy con tướng meta mới ấy, thì nó không có trong này anh em à. Nó không có trong này nha. Ủa? À,
được rồi anh em, lại nó bị điên điên sao bấm vô không được. Mấy con mới ví dụ như là Luffy Gear 5 hình như là nó trong không có, trong này không có nha anh em. Luffy Gear 5, Begona hay là mấy con tướng mới mới giờ thì cái linh hồn bắt buộc anh em phải nạp mới có được. Chứ nó không có tặng Ri trong cái túi nữa anh em à. Wow, King à. Bộ đôi King Queen lúc ra thì khá là hoành tráng. Và bây giờ nó cũng nép qua bên khi mà nếu còn bên này nè, vẫn là cái đội hình meta cũ, chỉ có thêm cái con Zogo thôi, Zogo mới này mà, Zogo Wano đó, khá là đẹp trai. Lâu lâu mình vô mình cập thì tình hình xem thử nó có gì mới mới hay không á, sau đó mình làm video mình chia sẻ với anh em. Chứ hôm nay vô thì cũng không có cái gì mới để làm hết em mà. Ôi con quỷ búp ghi nó mắc vải này mà, 18k kim cương, ở trên đây thì 15k kim cương, quá là đắt đỏ, khá là nép và lại có cái giá là khá là kinh khủng khiếp. Ai đâu nạp vô để có thể là lấy được, chỉ có những bạn đại gia nạp cho nó đủ móc thôi nè, mà chứ nông dân cũng không ai đú nổi bỏ tiền lấy một cái con tướng cùi bắp thôi nè. Ok, năm mới mà, năm mới tiền lì xì nhiều anh em đó, đó là một cái lợi thế khi mà cho những dịp Tết. Rồi để mình xem thử, trời trong dòng mới có Luffy Gear 5 với lại cả Zogo Wano luôn anh em. Nhưng mà bạn nó quay 2-4-6 lần nhưng mà không vô được hai con này anh em à. Bây giờ cần nạp thêm K8 nữa mới có thể là quay tiếp được một lượt nữa. Ok, thôi năm mới bây giờ mình sẽ kết thúc video đây nha. Lâu lâu lên cập nhật tình hình bên game đảo có báo, giao lưu với lại mấy anh em. Còn có gì mới thì anh em đừng quên comment bên dưới thông báo cho mình hay nha, để mình vô mình làm video, mình sẽ review, mình sẽ chia sẻ với lại cho anh em. Còn bây giờ chắc mình sẽ kết thúc video đi thôi. Chúc anh em có một năm mới thật là vui vẻ, thật là nhiều may mắn, học giỏi, đẹp trai, cute, phô mai que, bụng sáu múi vạm vỡ, có nhiều người yêu. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc đây thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.